Dịch COVID-19 nguy cơ bùng phát trở lại như hiện nay dẫn tới nhiều cơ quan và địa điểm công cộng đã phải siết chặt kiểm soát phòng chống ngay lập tức. Tại bến xe Giáp Bát, tình trạng người dân không đeo khẩu trang, vô tư đi lại tiếp xúc gần là vẫn còn, mặc dù đã có sự nhắc nhở và kiểm soát của lực lượng an ninh tại đây. Không chỉ một mà khá nhiều người dân vẫn còn thờ ơ với mức độ nguy hiểm của COVID-19. Vừa trên xe xuống đây là kiểu như là mình xuống mình ấy à. Mình cho không khí kiểu ấy nên là chắc là lại quên được. Mình vô tâm bởi vì mình đang mải hiểu chưa? Trong cái công việc cuộc sống đấy, không cứ không nhất thiết là tất nhiên là mình có đề phòng, nhưng mà vì cái sơ suất nó có nghĩa là mình mải, bí quá nó bắt buộc chạy cho nhanh thế thôi. Chứ không phải là không có ý thức. Thật ra là khi mà mình nhắc thì người ta cũng ý thức người ta đeo vào thôi, còn một số trường hợp là khách mà người ta có sử dụng chất kích thích như rượu bia thì nói chung những cái trường hợp đấy thì người ta cũng có người chấp hành, có người người ta cũng không chấp hành. Vì thật ra người ta bảo là tôi thích thì tôi đeo, không thích thì thôi, nó cũng rất là khó. Các trung tâm thương mại cũng tương tự, việc đeo khẩu trang chưa được bắt buộc đồng nhất từ khách hàng cho tới nhân viên. Sự chủ quan lơ là trong vài phút chính là cơ hội cho sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Đặc biệt, bến xe, trung tâm thương mại là nơi có hàng trăm nghìn lượt người qua lại mỗi ngày. Còn chợ Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, những tấm biển, khu vực công cộng yêu cầu người dân đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh đã được đặt tại các cổng chợ để bất cứ ai đến chợ cũng đều nắm được và thực hiện. Đa số các tiểu thương bán hàng trong chợ đều chấp hành các quy định về phòng chống dịch. Các cái khu chợ dân sinh thì cơ bản bà con tiểu thương bán hàng ở các khu chợ dân sinh thì cũng hết sức là chủ động trong việc phòng chống, cụ thể là đeo khẩu trang và khử khuẩn. Bên cạnh đó thì ý thức của người dân thì chúng tôi thấy rằng là cũng còn có một số các người dân vẫn còn hết sức chủ quan khi ra ngoài đường các cái nơi công cộng vẫn là chưa đeo khẩu trang và có các biện pháp, thì chúng tôi cũng đã nhắc nhở luôn và nhắc nhở thường xuyên, và chúng tôi cũng đã xử phạt một số các cái bà con tiểu thương mà là chủ các cái cơ sở kinh doanh mà không chấp hành. Tại chợ Nghĩa Đô cũng trên địa bàn quận Cầu Giấy, việc đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào chợ là điều bắt buộc. Thật ra thì nó có hơi khó chịu một chút xíu, nhưng mà nếu như cái việc đeo khẩu trang là an toàn cho tất cả mọi người thì tôi thấy nó cũng thoải mái, không có vấn đề gì. Mọi người chấp hành rất là tốt, 100% là mọi người đeo khẩu trang và ban quản lý cũng cho người đi nhắc nhở. Theo Nghị định 117/2020 về việc xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng được quy định, không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế sẽ bị phạt từ 1 cho tới 3 triệu đồng. Mức phạt trung bình được áp dụng nếu không đeo khẩu trang là 2 triệu đồng. Biện pháp phòng chống và xử phạt đã được đặt rõ, nhưng đến thời điểm này, việc phòng chống dịch phải xuất phát từ chính ý thức tự bảo vệ của người dân. Lực lượng an ninh và y tế không thể nào theo sát 24/24 để nhắc nhở hay kiểm soát được. Mỗi người hãy tự có kế hoạch bảo vệ và phòng chống, chung tay đẩy lùi đại dịch vì sức khỏe của bản thân và xã hội.